về Indonesia rồi, Tổng thống của họ bắt đầu thừa nhận Việt Nam đã phát triển quá nhanh. Việt Nam sẽ có thể bỏ qua Indonesia. Làm việc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thưa quý vị, mới đây, tại diễn đàn các hiệu trưởng Đại học Indonesia được tổ chức ở thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có những phát biểu đáng chú ý sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ông đánh giá, Việt Nam đang tăng tốc rất nhanh, nhất là về tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người. Nếu Indonesia không thay đổi thì Việt Nam có thể sớm vượt qua. Theo Tổng thống Joko Widodo, Indonesia từng có lợi thế phát triển kinh tế sớm hơn Việt Nam bởi chiến tranh ở Việt Nam kết thúc 30 năm sau khi Indonesia giành độc lập. Thế nhưng đến nay, dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy năm 2023, GDP bình quân đầu người của Indonesia ở mức 5.110 đô la Mỹ, trong khi con số này của Việt Nam là 4.320 đô la Mỹ, gần bắt kịp Indonesia.